Xin chào tất cả bố mẹ và các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con thi vòng 1 trạng nguyên tiếng Việt của lớp 2 nhé. Các con hãy chú ý theo dõi để xem đáp án như thế nào nhé. Vòng thứ nhất, đó chính là chuột vàng tài ba. Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa từ phép tính phù hợp vào các giỏ chủ đề. Bắt đầu. Đề bài đưa ra đó là có 3 giỏ chủ đề. Giỏ chủ đề thứ nhất, đồ dùng học tập. Giỏ chủ đề thứ hai, hoạt động của học sinh. Giỏ chủ đề thứ ba, tính nét của học sinh. Với giỏ chủ đề thứ nhất, đồ dùng học tập, ta có thể cho các cái cặp từ sau vào giỏ chủ đề. Thứ nhất đó chính là cặp sách. Thứ hai là thước kẻ. Thứ ba là bút chì. Thứ năm là hộp bút. Hết chưa các bạn? Bây giờ sang giỏ chủ đề thứ hai, hoạt động của học sinh. Hoạt động của học sinh bao gồm học bài, chào cờ, tập đọc, làm toán. Giỏ thứ ba, tính nết của học sinh, đó chính là chăm chỉ và lễ phép. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất và đạt được 100 điểm. Chúng ta sang bài thi tiếp theo. Bài thi tiếp theo có tên gọi là Châu Vàng Uyên Bác. Với yêu cầu như sau, em hãy giúp bạn Châu điền từ số thích hợp vào ô trống. Chúng ta bắt đầu nào. Nước. Nước chảy đá mòn, chúng ta sẽ điền được từ gì nào? À, âm trò nhẹ. Lời hay ý đẹp. Chân cứng đá mềm. Chậm như rùa. Chôn rau cắt rốn. Trắng như trứng và bóc. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bịt mắt bắt dê. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Dãi nắng dầm sương. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập thứ hai và cũng đạt được 100 điểm. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Bài tập tiếp theo đó chính là bài tập trắc nghiệm. Câu hỏi 1. Nghề cứu chữa bệnh cho mọi người gọi là gì? Cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, ca sĩ. Và chúng ta sẽ chọn đây chính là nghề bác sĩ. Câu hỏi số 2. Từ nào dưới đây viết sai chính tả? Lo lê, lực lưỡng, lo lắng, nóng nực và lo lê là từ sai chính tả. Câu hỏi số 3. Điền vần thích hợp vào chỗ trống. Gió từ tay mẹ, ru bé ngủ, sờ ba chấm, thay cho gió trời, giữa trưa oi ả, nguồn sưu tầm. Như vậy, gió từ tay mẹ, ru bé ngủ, say. Câu hỏi số 4. Từ nào viết đúng chính tả? Cái than, thang vãn, hòn thang, than thở. Và đáp án đó chính là than thở. Câu hỏi số 5. Từ nào chứa tiếng có vần ươi? Quả bưởi, buổi trưa, lọ muối, lá chuối. Đáp án đó là quả bưởi. Câu hỏi số 6. Từ nào dưới đây chỉ đồ vật, chăm chỉ, thông minh, sách vở, khai giảng và sách vở? Câu hỏi số 7. Từ nào viết sai chính tả? Que kem, cái kìm, cái kéo, cần câu và cái kéo. Cái kéo thì chúng ta phải biết là âm K. Câu hỏi số 8. Từ nào chỉ tính nết của học sinh? Buồn bã, ngoan ngoãn, vui chơi, khoan khoắt. Tính nết ở đây đó chính là ngoan ngoãn.
Câu hỏi số 9. Từ ngữ nào chỉ môn học? Tiếng hát, tiếng nói, tiếng ca, tiếng Việt, và môn đó chính là môn tiếng Việt. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 10. Dòng nào dưới đây sắp xếp các chữ cái theo đúng thứ tự xuất hiện? Đáp án thứ nhất, P, K, V, L. Đáp án thứ hai, N, L, M, K. Đáp án thứ ba, G, G, A, G. Đáp án cuối cùng, B, G, I, T. Và đáp án cuối cùng đó chính là đáp án đúng. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài thi trắc nghiệm. Và bài thi trắc nghiệm cũng chính là bài thi cuối cùng của vòng thi số 1. Chúng ta nộp bài và hoàn thành vòng thi nhé. Và chúng ta sẽ ấn vào xác nhận. Đã hoàn thành vòng thi và đạt số điểm là 300 điểm. Qua đây, cô cũng mong tất cả các bạn cố gắng ở các vòng thi tiếp theo. Chúng ta đều đạt số điểm tối đa nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.